Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đỏ hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đã. Chúc mừng năm mới khán giả 360 độ ngon. Và nhân dịp năm mới thì Bảo xin chúc tất cả mọi người vạn điều như ý, đặc biệt là dồi dào sức khỏe và luôn luôn theo dõi chương trình 360 độ ngon nhé. Chúng ta đã quen thuộc với bữa ăn ngày đầu năm có bánh chưng, bánh tét, thịt mỡ, dưa hành hay là câu đối đỏ. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu cho mọi người một bữa ăn cổ truyền đầu năm không kém phần đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào thì bây giờ mọi người hãy cùng theo dõi Bảo nha. Và điều đặc biệt lúc này Bảo nói với mọi người đó là trong chương trình đặc biệt của Tết Nguyên Đán 2018 năm nay, Bảo và mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm về bữa ăn truyền thống của một gia đình người Tiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì có lẽ là Bảo sẽ bước vào trong để gặp cô. Dạ, con chào cô ạ. Dạ. Dạ, là một vị khách đầu năm, con xin chúc cô và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là vạn sự cát tường. Dạ thì cũng liên quan đến cái chuyện đầu năm thì con cũng muốn hỏi cô là những cái món ăn truyền thống vào ngày đầu năm mà mình sẽ phải có trong một cái bữa ăn của mình là gì cô? Cái ngày đầu năm á, mà của mùng 1 của người, nói chung người Hoa thì, nhưng mà riêng người Tiều á, thì ngày đầu năm là phải ăn chay. Ha, sáng mùng 1 á là ông bà cha mẹ với con cháu á, là phải ăn cái món này. Cái món chay là chè, bo bạch quả. Vì sao thì vào ngày đầu năm thì mình phải ăn chay, nó có ý nghĩa gì? Với lại lúc nãy con có thắc mắc về cái tên bo bo, thì cái tên nó có mang ý nghĩa gì vậy cô? Bo bo này thực chất á, là nói về, nếu mà nói về thực phẩm á, thì là nó mát da. Bạch quả cũng vậy, cái như là bổ tim thôi. Nhưng mà nếu mà mình về cái tên bo bo, cái tên bo bo á, là sung túc đàn con đàn cháu, như là cũng như là mình cả nhà sum vầy á. Hồi nãy giờ thì con với cô nói về ngày bữa ăn vào ngày mùng 1 là những cái món chay, vậy thì nếu như là bước sang những ngày khác thì mình sẽ có những cái món mặn nào truyền thống vậy cô? Cái món mặn thì mình có vịt tiềm nè, vịt tiềm ha. Mình có món canh thập cẩm nè. Là canh thập cẩm thì mình nấu theo hải sản nè, rồi chả giò hải sản luôn, rồi có bánh lá liễu nha, rồi bánh tổ nha, thêm một cái loại bánh nữa là bánh trái lựu á. Có một thắc mắc và con cũng xin phép hỏi cô là tại vì có rất nhiều người Việt thì chúng ta quan niệm rằng là vào ngày đầu năm thì mình hạn chế không có ăn vịt, vậy thì với người Tiều mình thì tại sao mình lại chọn cái món vịt ở trong ngày đầu năm vậy cô, có ý nghĩa gì ạ? Cái vịt cũng như là đại diện cho khai trương á, giống như là ngày đầu năm mùng 2 là bạn bè khắp nơi á, tứ phương lại về á, thì là bà con lối xóm người ta ăn mừng, có nghĩa là cái cọng mì đó nói chung là dài lâu và cũng như là nói về thân tín gia đình, mà với lại cái đó là của cũng như là truyền thống người Hoa phải có cái món mì vịt tiềm. Cuối cùng thì Bảo cũng đã hiểu là tại sao là người đầu năm thường thì người Hoa sẽ chọn cái món mì là ưu tiên vào những cái bữa ăn trong ngày đầu năm. Vậy thì cô ơi, con thấy ở đây thì mình có những cái nguyên liệu về món chè bo bo rồi. Vậy thì con xin phép cô làm, con sẽ nấu cùng với cô với cái món ăn truyền thống này được không ạ? Được ạ. Dạ cô ơi, bây giờ thì cô có thể chia sẻ những cái nguyên liệu trong cái nồi canh của mình gồm có những cái nguyên liệu nào không cô? Cái nồi canh thập cẩm như nãy cô nói với con á, thì nó gồm có nấm đông cô nè, rồi có mực nè, mực viên nè, rồi có heo viên nè, cá viên nè, rồi cải bắc thảo. Dạ cô ơi, với cái món canh này thì mình sẽ nấu trong khoảng bao lâu vậy cô? Khoảng 30 phút con ạ. Dạ, 30 phút. Vậy thì mình nêm nếm như thế nào, cô có thể chia sẻ với con một chút xíu được không ạ? Nêm nếm cũng bình thường thôi. Thì gồm có bột ngọt nè, xíu cà no nè, với lại chút xíu dầu hào. Cô ơi, vậy là cái phần canh mình cũng sắp xong rồi, giờ có lẽ là mình chuyển sang mình nấu cái món chè nha cô. Thôi sẵn thì
mình phải có cái món bò bò để cho mình đầu năm mình lấy hên ha. Thế thì như nói đúng là cái bò bò này á, cô đã chuẩn bị sẵn cho mấy con hết rồi. Thành thử ra bây giờ mà nấu thì cũng cả giờ đồng hồ á, thì cô cũng nấu sẵn để mời con các bạn dùng luôn. Dạ, nhưng mà cô có thể chia sẻ được một chút xíu cái bí quyết để nấu món đó để mốt có gì con bắt chước được không vậy con? Cái này cũng dễ thôi mà. Dạ. Bây giờ là trước tiên là con phải lấy bò bò á, con ngâm với nước, con rửa cho sạch để ráo, xong rồi á con mới lấy cái hạt bạch quả đó, con đập ra, đập ra xong rồi con mới đem cái hạt đi con luộc, luộc để bóc cái vỏ lụa ra, con để qua một bên, rồi tới đó là tới cái tàu hủ kỳ, nhưng mà con phải nói cho rõ nha, khi mà con đi chợ con nói là tàu hủ kỳ ngọt để nấu bo bo, chứ không thì cái người bán họ lầm tưởng con mua cái tàu hủ kỳ mà loại để chay chiên, á thì cái đó là con không có thành công á, vô là sẽ sai. Cái chè này á, là đặc biệt là không có xài đường cát, đường thẻ được mà chỉ xài đường phèn. Rồi cuối cùng là mình tắt bếp, mình bỏ chút xíu vani, nửa ống vani thôi. Là nó cho cái nồi chè nó thơm. Và bây giờ thì cô đã chuẩn bị sẵn cái món chè đó cho con đúng không ạ? Thì cô biết là nó lâu đó cho nên là cô đã chuẩn bị cho con cái nồi chè bo bo con rồi. Có thể nhìn nồi chè của con. Cô mời con nè. Bây giờ thì gần chín chưa vậy cô? Chín rồi con. Dạ, chín rồi trong đó luôn rồi ạ. Rồi, vừa chín luôn rồi. Mình chờ món canh này và một vài món nữa thì mình có thể dọn lên trên bàn rồi đúng không cô? Đúng rồi. Xuân đã về, xuân đã về, kia bao ánh xuân về tràn lan. Trên cánh đồng chim hót mừng đang thức tha, từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta vang lên câu ca mừng chào. Con muốn hỏi cô là để cũng như mời mọi người vào một cái bữa trưa như thế này thì mình nói tiếng Tiều mình sẽ nói như thế nào cô? Bày con một câu dễ chút xíu. Hám nàng chập phần á, hám chì mùi hoặc là hám mà con tài ma chập phần. Tài ke là chập phần. Tài ke là chập phần. Tài ke là chập phần. Là mọi người cùng tới ăn cùng với con là cũng có ý nghĩa là mình sẽ mời bữa trưa với mọi người trong một cái bữa ăn luôn. Tài ke là chập phần. Đúng không ạ? Đúng chuẩn. Tài ke lại chập phần. Tài ke lại chập phần. Lại có nghĩa là đến. Dạ, có lẽ bây giờ con cũng xin phép là tài ke lại chập phần. Ok. Bây giờ thì con mời cô ạ. Dạ. Con mời con dùng cơm. Mời mọi người cùng ăn. Cái phần canh mà Bảo vừa thưởng thức thì đó là một cái vị ngọt thanh. Tại vì Bảo cảm nhận được là cái phần nấm và cũng như là những cái nguyên liệu ở trong này sẽ không được xào lên với dầu. Chính vì như vậy thì cái phần ngọt cũng không ngọt đến từ xương mà ngọt cái phần nấm, và cho ra một cái vị ngọt thanh trong cái tô canh này. Nhưng mà cô ơi, trước khi con gắp một cái miếng mì vịt tiềm thì con hỏi cô là với cái phần vịt này thì mình đã có sơ chế trước chưa vậy cô? Sơ chế trước hết rồi con. Dạ. Ở đó mình ướp gia vị này nọ rồi mình đem đi chiên. Dạ. Chiên sơ qua. Dạ. Cái phần vịt mà Bảo đang thưởng thức á, thịt được tiềm rất là mềm và cái gia vị của cái nước tiềm thấm đều trong cái phần thịt vịt luôn. Và giống như lúc nãy cô nói là cái phần thịt vịt này đã được sơ chế, là được chiên sơ trước rồi. Chính vì như vậy thì cái phần vịt này thịt sẽ được săn lại, và cái sợi mì lúc nãy cô trộn thì không biết là cô có cái bí quyết gì ở trong đó hay không, mà cái sợi mì rất là dai, rất là mềm, và khi mà cho vào trong miệng thì sẽ cảm nhận được ngay cái vị béo. Và có lẽ là khi mà thưởng thức một cái sợi mì như thế này, cắn một cái miếng thịt vịt và sau đó là nếm một miếng nước tiềm nữa. Cái phần mì ngon quá, mì béo lắm. Nãy giờ thì còn hai bạn ở trong bàn nữa thì bạn có thể giới thiệu bạn tên gì không ạ? Mình tên là Hưng, là con của mẹ. Và đây là bạn Thiên, là bạn chơi chung sớm với mình. Với những người trẻ như mình thì cái bữa ăn ngày đầu năm dần mất đi những cái ý nghĩa, và cũng như là vì cái công việc, vì cái sự bận rộn của mọi người thì cái việc bữa ăn ngày đầu năm cũng không được chú trọng nhiều. Thì với Hưng thì Hưng nghĩ gì về cái bữa ăn ngày đầu năm như thế này?
Thì đối với riêng Hưng á, cái bữa ăn đầu năm á, nó có cái ý nghĩa riêng rất là đặc trưng, đó là sự đoàn viên, là tất cả mọi người đều ngồi ăn chung với nhau, quây quần với nhau, cảm giác nó rất là ấm cúng, nó rất là thoải mái. Thì riêng những ngày không phải là Tết á, thì có đầy đủ mặt cũng được, không đầy đủ mặt cũng được, nhưng mà bắt buộc Tết là phải đoàn viên, là phải đủ người. Có năm nào mà Hưng không có cái việc gì đó mà mình lỡ mình không thưởng thức chung một cái bữa ăn đầu năm với gia đình không? Chưa bao giờ, chưa. Lúc nào cũng phải bận gì bận cũng phải sắp xếp gác lại hết để về ăn chung với gia đình, với mẹ, với ba. Còn một người mà nãy giờ đã cầm cuội mà Bảo thấy rằng là đang thưởng thức đều hết tất cả những cái món ăn trên bàn này, đó là Thiên. Thì không biết rằng là Bảo muốn hỏi là nãy giờ thì Thiên ấn tượng với món nào nhất, món nào với Thiên là ngon nhất, và cũng như là cái hương vị của những cái món ăn ở đây thì như thế nào? Em ấn tượng nhất là món canh. Canh? Vì sao? Thì vì em cũng thích ăn, nó là đẹp thanh thanh, mấy cái món nước của người Hoa em đó. Là đặc biệt là em thích cá viên. Cá viên. Rồi với những cái hương vị của những cái món mà nãy giờ Thiên thưởng thức qua thì cảm nhận của Thiên như thế nào? Em cảm thấy là lạ, tại vì em là người Việt, em không có thường ăn những cái món này, mà hôm nay là ngày đầu năm, lần đầu tiên cũng được dự ngày đầu năm của người Hoa, cho nên là em cảm thấy rất là lạ. Vào ngày đầu năm thì mình thưởng thức món chè bo bo này, thì còn cái dịp nào trong năm nữa mà mình sẽ phải thưởng thức món này không ạ? À có, ví dụ rằm cũng được, hoặc là dành cho những cái ngày lễ Trung Thu. Dạ. À, Trung Thu hay là nói chung là các lễ lớn. Những cái dịp lễ trong năm thì mình cũng có thể nấu cái món chè có bo thể bo nấu. Này. Ừ. Dạ. Cái này là ăn nó hên mà. Dạ, thì có lẽ là bây giờ con sẽ xin phép cô thử cái món chè này ạ. Cái đầu tiên mà Bảo thấy trong cái chén chè này đó là chè thì cái phần nước ở bên trên đục đục giống như cái phần sữa đậu nành vậy. Nhưng mà lúc nãy thì Bảo hỏi cô thì cô nói đây là cái phần ván sữa của tàu hủ ki. Còn ở bên dưới thì có là bạch quả và nguyên liệu chính đó chính là bo bo. Bây giờ thì Bảo sẽ nếm thử xem hương vị như thế nào nhé. Con cảm giác thế nào rồi? Cái cảm giác đầu tiên với một cái người mà lần đầu tiên ăn cái món chè bo bo này của Bảo, đó chính là cái phần bo bo ở trong này được nấu mềm và mịn và nhuyễn ra, cảm giác giống như là mọi người đang ăn một cái món cháo rồi đó. Và đặc biệt là cái phần nước có một cái vị thanh ngọt và cái vị đặc trưng của bạch quả hơi có cái hậu nhẫn nhẫn ở trong đó, bùi bùi. Nhưng mà cô ơi, con thấy rằng là với cái món chè này thì mình có cho nêm nếm giống như là cái món chè miền Tây, con thường sẽ cho một chút xíu muối trong đó không? Nó cũng có chút xíu thôi để gọi là thôi. Dạ. Còn sau đó là chỉ toàn xài đường phèn hết. Dạ. Chính vì cô nhắc Bảo mới nhớ là cái đường ở trong này là đường phèn. Nên lúc nãy, từ nãy đến giờ Bảo thưởng thức cái chén chè này thì cái vị ngọt rất là thanh. Cái vị ngọt không có gắt cổ, và đúng là một cái người hay ăn chè ở miền Tây khi mà có một cái vị muối chút xíu sẽ cho một cái vị ngọt. Nó khác đi liền so với những cái món chè mà mình cho đường nhưng mà không có dằn muối vào trong đó thì nó sẽ hơi cảm giác hơi gắt cổ một chút xíu. Nhưng mà khi cho muối vào thì cái vị ngọt sẽ thanh đi, thanh vừa rồi. Phải, và đặc biệt là cái phần đường là đường phèn, rồi bạch quả, bo bo và tàu hủ ki tạo ra một chén chè có thể nói rất là thanh mát và dễ thưởng thức vào ngày đầu năm, và cũng như là có một cái vị không quá ngọt nữa. Từ nãy đến giờ thì con thưởng thức chè, những món mặn ở đây, nhưng mà có một cái mà con cũng rất là để ý, đó là trên bàn mình có những cái món bánh vào ngày đầu năm rất là ngon. Thì thường những cái món bánh này mình sẽ sử dụng chung trong cái bữa ăn như thế này hay là mình sẽ sử dụng riêng được không? À, cũng chung đó con. Dạ. Cũng ở trên bàn như mùng 2 trở đi thì các cái mặn, các bánh mặn này kia thì mình phải dùng chung chứ. Dạ. Đã nói là đây là đặc sản truyền thống của người Tiều mà. Dạ. Với những cái loại bánh trên bàn thì có một cái loại bánh nào mà với người Tiều mình là một cái món ăn đặc trưng, một loại bánh đặc trưng không vậy cô? À, đó là cái bánh này nè. Cái bánh lá liễu. Bánh lá liễu. Bánh lá liễu. Đầu tiên thì con có thể hiểu được cái tên lá liễu là tại vì cái hình dạng của cái bánh giống với cái lá liễu. Nhưng mà ý nghĩa của bánh này thì như thế nào vậy cô, trong ngày đầu năm? Bánh này cũng như là nó tạo ra cái màu hồng á. Dạ. Như là ý thay vì nó là màu trắng, nhưng mà người ta cố tình làm màu hồng. Thứ nhất là tươi trẻ. Dạ. Cái ngày đầu năm cho nó phơi phới. Dạ. Cái thứ hai là ăn để sung túc gia đình thôi. Nói chung là đoàn viên, cũng là đoàn viên. Nhưng mà có cái là người Hoa, mà riêng người Tiều thì chuộng bánh lá liễu nhất. Dạ. Trong các món bánh. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. Dạ. Rồi. Có thể thấy rằng là từ nãy đến giờ thì Bảo thưởng thức những cái món ăn ở đây cùng với cô chế biến một vài món đơn giản, cũng như là thưởng thức rồi biết được ý nghĩa của từng loại bánh, rồi sau đó ngồi đây cùng với các thành viên trong gia đình
thưởng thức một cái bữa ăn truyền thống vào ngày đầu năm của người Tiều. Cái cảm nhận của Bảo đó là cái đặc biệt trong cái hương vị của những cái món ăn, nhưng mà cũng có cái phần quen thuộc và gần gũi, đó là những cái ý nghĩa cũng như là cái ấm cúng của một gia đình cùng ngồi với nhau thưởng thức vào ngày đầu năm. Và cũng nhân đây, đầu năm Mậu Tuất, Bảo xin gửi lời chúc đến tất cả khán giả của chương trình 360 Lụa Ngon sẽ luôn có được sự may mắn, thành công và sự cát tường. Còn bây giờ thì xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau nhé. Chúc mừng năm mới. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.